Theo bản tin chiều 18 giờ của Bộ Y tế, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày hôm nay, mùng 9 tháng 5, Việt Nam ghi nhận thêm 87 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 77 ca ghi nhận trong cộng đồng. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày mùng 9 tháng 5, Việt Nam ghi nhận thêm 87 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 10 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 77 ca ghi nhận trong nước, gồm 26 ca tại Bắc Giang, 17 ca tại Đà Nẵng, 15 ca tại Bắc Ninh, 11 ca tại Hà Nội, 2 ca tại Hưng Yên, 2 ca tại Hòa Bình, 2 ca tại Huế, 1 ca tại Quảng Nam và 1 ca tại Quảng Trị, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 3.332 ca. Như vậy, số ca điều trị khỏi hiện là 2.602 ca, số ca tử vong là 35 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 51.554 người.